Đều quả trứng ở ngoài kia nó cũng chưa thể chín được. Cho cái quạt mạnh lên tí. Đi lên. Eo ơi khiếp, cô ngồi ở nhà không thôi mát như thế này mà mặt cũng xị ra. Làm sao? À mà này, thế cái món công thức rượu cộng mới cộng lại thế nào rồi? Hôm qua đã bảo về như thế nào phải nói. Cha thấy online chẳng thấy gì cả. Nghĩ cái số tôi cũng hẩm hiu bà. Cái lão nhà tôi, lão lại thích bình mới rượu cũ. Bây giờ tự nhiên tôi lại mang thân xác tôi ra để đi test. Phát hiện ra là lão ham của lạ rồi. Bây giờ có phải tự nhiên canh cánh lò trong bụng. Đi đâu cũng không yên tâm. Đấy, tôi đã bảo với cả bà mà lại. Ông Quân á, trông nhìn vẫn phong độ lắm. Đấy, bây giờ ấy, mà áp dụng cái công thức rượu cộng mới cộng lạ vào á, thì hai cô gái phải chịu ông già, hiểu chưa? Số tôi đúng là hồng nhan bạc phận bà. Tôi cũng biết là lão là người lòng lang dạ sói rồi. Trăng hoa nó ngấm vào máu từ ngày xưa rồi. Bây giờ lão chỉ thích cô những cô gái thôi, không thích bà vợ già này nữa. Tôi khổ tâm lắm. Mà này, bà biết xem bói hay là bà bấm cho tôi một quẻ với. Này, bà rót tôi cốc nước được không? Bà không biết khác à? Đây, nước này uống đi. Không, phải có đá tao mới uống được, trời nóng 40 độ C ấy mẹ. Trời. Mà mày có biết không? Xem bói thì phải có ngày có giờ. Nói chung là nhiều thứ, rồi phải làm lễ làm liếc chứ phải là tự dưng một cái là đi xem bói được đâu. Đây, nước đá đây. Ơ thế thì bà biết xem tướng số thì bà thử xem chân, xem tay, xem mặt, xem mũi tôi xem nó có biến gì không. Ôi giả quá. À đúng rồi, có thể xem bói nước ruồi. Thế thôi xem nào. Mặc gì mà chán thế, không có cái nước ruồi nào à? À đi rồi. Thôi chết rồi. Nốt ruồi ở đây. Mất rồi. Kiểu gì cũng mất. Mất cái gì? Mất chồng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thì cái nốt ruồi nó mọc ở đây, thì bây giờ làm thế nào? À, tôi nhớ rồi. Cái gì? Tôi còn một cái nốt ruồi màu khác đây này. Rồi, tôi nhìn thấy rồi, bà đậy vào đi, ngốt quá thì mất. À, nốt ruồi ở đây lại là may. Biết vì sao không? Nốt ruồi mọc ở đây là về cung đường tình duyên. Còn nốt ruồi mọc ở trên mặt chỗ này là cung đường tình bạn. Tình duyên, tình bạn, nó đỡ cho nhau. Đấy. Thế à? Mà để xem nào. À, tôi bấm quẻ. Tóm lại là theo như vị trí của hai cái nốt ruồi này ý. Xem nào, theo binh pháp tôn tử nghĩa là sao ta? Là biến bạn thành thù, thù thành bạn, phúc thành họa, hạ thành tai. Ôi giời ơi, nóng quá nên là hóa điên rồi hay sao ấy. Bạn sắp mất chồng đến nơi thì cứ ngồi làm ba làm bẩm. Ra rồi. Muốn giữ được chồng là phải trông cậy vào bạn bè. Trông cậy vào bạn bè á? Ừ, và bạn càng thân càng tốt. Thế thì cả đời tôi chỉ thân với mỗi bà chứ còn gì nữa. Đấy. À, người giúp tôi với. Giúp như nào? Tôi nghĩ ra cách rồi. Không, mày bị điên à? Không được đâu. Dở hơn. Có cái gì đâu mà ngại. Không. Nhờ ông thích đà điểm sao? Thích thì càng tốt chứ làm sao nữa. Tao đang cần phải nhử lão ấy để tao còn xử lý. Nhưng mà nhỡ tao cũng bị xúc động mạnh thì làm thế nào? Ôi, cứ lo đi đâu đâu ấy. Tao với mày con vi trùng còn cắn làm đôi được. Mày cứ lo mấy cái việc đấy làm gì. Thôi giúp tao đi nhá. Này, uống nước đi, uống nước cho mát. Yêu nhau lắm mới giúp đi nha. Anh Quân ơi. Sao em? Anh này. Ủa,
khổ quá, có cái gì thì em cứ nói đi. Em định nói với anh chuyện này nhưng mà... Mà sao? Em ngại quá. Có cái gì thì em cứ nói đi, có gì mà ngại. Bạn em nhờ em rất việc đi. Cái gì em? Nhờ em cướp. Úi dồi ôi, sao lại bạn bè lại đi nhờ nhau cướp nào thì mất dạy. Nhờ nhau thế thì khác gì là xui nhau vi phạm pháp luật. Không phải, anh hiểu nhầm ý em rồi. Bạn em nó nhờ cướp, cướp chồng. Cướp chồng á? Vâng. Cướp ai? Đấy, cướp đi. Đấy, cướp đi. Ôi dồi ôi. Để em cướp đi, nhưng mà anh ấy là không đơn giản một tí nào đâu nhá. Em mà động vào anh nhá là anh là có 36 thế võ tự vệ anh học ở cơ quan anh nhá. Rồi, không phải. Thế là như nào? Mà là cướp cái mà cái Hiền nó đang làm chủ sở hữu ấy. Tức là Hiền nhà anh nhờ em cướp anh á? Vâng. Không dễ gì em cướp được đâu. Mà kể cả là em có đi cướp anh ấy cũng không bao giờ cướp được nhá. Bởi vì em là bạn thân của vợ anh. Anh nó bé thôi. Có ai đâu mà bé. Bây giờ em hỏi anh nhá. Ừ. Bây giờ cứ muốn anh biết, em biết, trời biết, đất biết, không ai nói thì làm sao mà ai biết được. Quan trọng bây giờ là anh thế nào nữa chứ. Em bảo với anh này. Bây giờ em ví dụ nhá. Bây giờ em cứ cho là người Tích đi cướp đi. Thế anh có muốn làm nạn nhân không? Anh cũng muốn. Nhưng mà em phải giữ kín nữa nhá. Không được nói cho ai biết đâu nhá. Đương nhiên rồi. Thế bây giờ mình đi cướp nhá. Được nhá. Trời nó nóng quá, tôi vừa đi về xong bị nói tắt. Tức là lão Quân nhà bà ấy rất là thích đi nhà nghỉ. Không phải. Là lão Quân thích về nhà và nằm nghỉ ngơi. Đấy, là nó là như thế. Chứ tao tán có đổ đâu. Nói chuyện á, một câu là vợ. Nói chuyện á, một câu là vợ, hai câu vợ, ba câu vợ. Lão yêu bà ra phích đi chứ. Thế đúng là lão nhà tôi, lão phải lòng tôi thật bà. Thế nhưng mà
Sao lão lại cứ biếng ăn nhắc làm thế nhở? Ừ, tôi nghĩ là như thế này này. Ô, thế lần trước bà chả áp dụng cái công thức là rượu cộng mới cộng lạ thành không thấy còn gì nữa. Tôi bảo nhá, tranh thủ ấy, lúc lão đang phong độ như thế này là phải tấn công ồ ạt vào, hiểu chưa? Để có mà hưởng. Ôi dồi, tôi kể cho bà nghe, đúng là cái chính sách mà rượu cộng mới cộng lạ là tôi đã áp dụng thành công một lần rồi. Tôi mới ăn quen, tôi về tôi vẫn dùng cái mặt nạ con mèo điên đấy để tôi nhử lão. Mà lão có thèm đoái hoài gì đến tôi đâu, lão cứ mặc kệ tôi ý. Đấy, 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 vấn đề là cái chỗ đấy đấy. Bà biết mẹ sai sót chỗ nào không? Là chỗ lạ. Thế nào gọi là lạ? Bà ấy đi về chốn cũ như thế thì còn nói làm cái gì nữa. Có thế mà tôi nghĩ ra nhở? Đấy, ôi, sao mà không nói sớm? Bà, có cái này hay lắm. Ơ, diệu kế à? Đúng rồi nào. Này ông Quân. Ui dồi, dạ. Ui dồi, anh về bao giờ đấy ạ? Dạ anh ơi, em vẫn đang ở nhà để chấp hành cái án kỷ luật của anh xử. Em xin anh đừng tăng mức phạt nữa anh nhé. Thế bây giờ ông đã biết sợ chưa? Dạ em sợ rồi ạ. Em hứa là em không dám vi phạm nữa. Từ nay ông đã chừa hẳn cái thói lăng nhăng ham của lạ chưa? Dạ em bây giờ là em vẫn chỉ hứa là em tham của lạ thôi. À không ạ, em chỉ dùng của quen thôi, còn của lạ thì em thôi em xin phép ạ. Thôi bây giờ tạm thời chuyện cũ ấy là tôi không truy cứu nữa. Dạ. Tối nay ông tháp tùng tôi đến dự dạ tiệc hóa trang của công ty trang sức Huy Thành, nhớ chưa? Dạ vâng, thế em đi chuẩn bị ạ. Này, ông quan chuột. Dạ. Ông là con lợn. Sao lại anh lại mắng em thế hả? Tối nay ông đeo cái mặt nạ hình con lợn này vào. Còn tôi ấy vẫn là con mèo điên. Tối nay dạ hội hóa trang ấy để tránh đông đúc nhộn nhịp thì không nhận ra nhau. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Bắt đầu. Chúng tôi xin được công bố giải thưởng là một sự dây chuyền móc bông sen được chế tác tinh xảo từ huyền.
Triều My. Đây cũng là một lời tri ân của hàng trang sức giá quý Huy Thành. Chúng tôi với những khách hàng đã thường xuyên tin tưởng và lựa chọn nhãn hiệu trang sức giá quý Huy Thành. Vâng ạ, và tôi xin được công bố vị khách may mắn nhất của đêm nay. Vâng, là bà Dương Hằng. Quý vị có thể cho bạn xin mặc một trang sức thật lớn được không ạ? Xin mời bà Dương Hằng xin mời. Vâng ạ, và tiếp theo sau đây xin được mời anh Công Định từ nhãn hiệu trang sức vàng bạc đá quý Huy Thành sẽ lên đây và để trao giải cho bà Dương Hằng. Xin mời. Vâng ạ, cảm xúc của bà lúc này là như thế nào ạ? Thực sự là ngay lúc này khi mà tôi nhận phần quà và giải thưởng này rồi, tôi vẫn cảm thấy rất là vui và rốt. Tôi không nghĩ rằng là trong cái mùa giải lần này tôi là người may mắn như thế này. Bà có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ vâng ạ. Thực ra là qua chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng trân trọng muốn được gửi lời cảm ơn tới công ty vàng bạc đá quý Huy Thành đã tổ chức cho một cái chương trình rất là hay như thế này. Và tôi cũng hy vọng rằng là trong những cái mùa giải khuyến mãi tới đây nữa thì những vị khách hiện tại đang có trong khán phòng này cũng sẽ gặp được những cái may mắn như tôi để nhận được những giải thưởng nhiều hơn như thế này ạ. Em còn một chút muốn bày tỏ nữa ạ. Trong chương trình hôm nay thì diễn ra mình muốn mượn sân khấu này để có đôi lời muốn cảm ơn tới ông xã của Diễn Hằng, người đã tặng cho Diễn Hằng một bộ trang sức rất là đẹp, và bộ trang sức đó đã giúp Hằng rất là may mắn để có thể nhận thêm một phần quà bộ trang sức ngày hôm nay ngay lúc này trên tay Diễn Hằng đây đấy. Chồng người ta như vượng như công, chồng mình ý chỉ có nhông nhông suốt ngày, cả đời anh chả bao giờ anh mua được tặng tôi một cái món quà gì. Thật sự ngay lúc này thì Diễn Hằng muốn nói với ông xã rằng anh ơi, em yêu em rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều. Dạ vâng ạ, và trước khi nhập tiệc thì Thanh Hà xin được gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm rất là trữ tình và nhẹ nhàng, ca khúc được mang tên Mùa Đông Của Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe ca khúc này. Nào gớm hôm qua ấy, vừa ao ấy. Thế hôm qua là vừa ao nào? Em thề với anh là
Em đang bị một cái án treo lơ lửng ở trên đầu, thế làm sao em dám vi phạm một lần về đạo đức nữa. Hai vợ chồng với nhau mà còn ngại. Nhưng mà em nói này, hôm qua như thế là đạt yêu cầu đấy, em thích. Sao lại thích gì? Em làm sao em làm gì đâu mà thích ạ? À? Này mình hôm qua trăng thanh gió mát, ngoài trời gió cứ lồng lộng ra. Em thấy mình sung sức khỏe cái như giai 18, khỏe hơn người thanh niên ấy. Không, em chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ như vậy. Không, em có dám mạnh mẽ, có dám khỏe gì đâu. Thế hôm qua mình làm gì con mèo điên ở ngoài bờ ao? Không, mèo điên nào. Hôm qua là em thấy nhạc nhẽo tưng bừng, váy bướm rộn ràng ở đấy, ầm mỹ quá, thế là em chui luôn vào phòng ông Thắng Mẩu, em đánh chắn đến tận sáng nay cơ mà. Thế còn cái mặt nạ hình con lợn? Cái mặt nạ, cái mặt nạ hình con lợn là em cho thằng Hưng Nhã nó mượn, để nó đi cưa gái ở đấy. Ô, đi cưa gái á? Ừ. Ô, tôi chết tôi rồi. Thì tôi mất cả chì lẫn chài rồi.